ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, vụ Formosa, vật tế thần Võ Kim Cự bị tước bỏ mọi chức vụ. Sau khi liệt kê các tội mà Võ Kim Cự, Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai cho vi phạm nghiêm trọng trong sự cố môi trường biển liên quan Formosa, Văn phòng Trung ương Cộng sản phát rằng, xét nội dung tính chất, mức độ vi phạm, Ban Bí thư Cộng sản thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật cảnh báo đối với Ban Cán sự Đảng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2001. Xin lỗi quý vị, nhiệm kỳ 2011 đến 2016, thi hành kỷ luật cảnh báo đối với Nguyễn Minh Quang, kỷ luật cách chức ủy viên Ban Cán sự Cảng bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Đối với Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai, kỷ luật cách chức Ủy ban Thường vụ tỉnh nhiệm kỳ 2005 đến 2010 và nhiệm kỳ 2010 cho đến 2015 đối với Võ Kim Cự, bao gồm cách chức cả các vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban tỉnh, Phó Bí thư tỉnh, Bí thư tỉnh Hà Tĩnh theo quy định. Tóm lại, tất cả được hạ cánh an toàn, không tên nào bị bắt. Nếu có về làm phó thường dân thì cũng phè phỡn được vài đời. Nói chung, chính quyền Cộng sản đang diễn tuồng cho người dân xem. Thôi thì bọn chúng nói vậy, dân biết vậy. Kính thưa quý vị, dân đồng tâm thả trưởng ban tuyên giáo Cộng sản huyện Mỹ Đức. Dân làng đồng tâm vào sáng ngày 21 tháng 4 thả thêm một cán bộ Cộng sản bị giữ trong tranh chấp đất đai nổ ra từ ngày 15 tháng 4 vừa qua. Người được thả ra là Đặng Văn Cảnh, giữ vai trò trưởng ban tuyên giáo Cộng sản huyện Mỹ Đức. Biên bản thả được người công khai trên mạng Internet cho thấy chữ ký của đại diện dân làng Đồng Tâm, người được thả và xác nhận của viên chức Cộng sản địa phương. Người được thả cho biết trong suốt thời gian bị dân làng giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành, được đối xử tử tế, không có chuyện đánh đập những người bị tạm giữ. Đặng Văn Cảnh nằm trong số 20 người còn bị dân làng Đồng Tâm giữ. Vừa qua, có 15 cảnh sát Cộng sản được trả tự do và tin nói có 3 người tự giải thoát trong tổng số 38 cán bộ và cảnh sát Cộng sản bị bắt giữ vào hôm ngày 15 tháng 4 vừa qua. Hai cán bộ Cộng sản huyện Mỹ Đức đang bị giữ cho biết gồm ông Phó Chủ tịch Cộng sản huyện Đặng Viết Triều và Phó trưởng Công an Cộng sản huyện là Nguyễn Thanh Tùng. Kính thưa quý vị, là sang một bản tin khác có liên quan đến Hà Tĩnh, người dân xã Nghi Xuân yêu cầu minh bạch việc bồi thường vụ thảm họa Formosa. Một số người dân ở xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vào 10 giờ sáng ngày 20 tháng 4 kéo nhau đến trụ sở Cộng sản xã biểu tình đòi bồi thường thỏa đáng do thảm họa môi trường mà Formosa gây ra. Theo RFA, đây là lần đầu tiên người dân xã Xuân Hội đứng lên biểu tình, họ mang theo thuyền, thúng và ngư lưới cụ đến ủy ban xã để phản ánh rằng người không đáng được nhận đền bù thì lại được đền bù, còn người đáng được nhận thì lại không được, và cho rằng danh sách đền bù không minh bạch. Tin cho biết thêm rằng cuộc biểu tình lần này không có sự can thiệp của an ninh Cộng sản và các cán bộ Cộng sản xã đã lẩn trốn, chỉ cho vài nhân viên ra đối thoại với dân. Cuộc biểu tình được cho biết là kết thúc lúc 12 giờ. Xã Xuân Hội nằm cách nhà máy thảm họa Formosa khoảng 100 km. Được biết trước khi xảy ra thảm họa, nghề biển vùng này rất phát triển, người dân có cuộc sống rất khấm khá. Nhưng từ khi xảy ra thảm họa, đời sống của bà con lâm vào cảnh khốn khó. Kính thưa quý vị, hàng loạt ô tô gặp nạn vì vệt dầu nhớt trên đường. Theo nhân chứng, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 4, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo hướng vào trung tâm thành phố. Khi vừa đi ngang qua cầu Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh, thì bất ngờ lao qua bên trái, leo lên dải phân cách rồi tông vào cột đèn chiếu sáng công cộng, mà nguyên nhân là do dầu nhớt đổ tràn trên đường khiến tài xế mất lái. Sự cố làm phần đầu xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Sau khi đó, một ô tô khác đi ngang qua vị trí này cũng bị trơn trượt, nhưng tài xế đã thắng gấp. Lúc này có hai ô tô mang biển số 60A và 51A chạy cùng chiều phía sau, không kịp xử lý nên đâm liên hoàn toàn nhau làm ba xe hư hỏng. Nguyên nhân được cho là rạng sáng nay có một xe container đâm vào ụ phân ranh trên cầu Sài Gòn làm dầu nhớt
trên xe này chảy xuống đường. Kính thưa quý vị, đi đòi nợ, một phụ nữ mang thai 6 tháng bị một người Trung Quốc đánh. Vào ngày 21 tháng 4, Công an Cộng sản huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang điều tra một vụ phụ nữ mang thai bị người Trung Quốc đánh theo phiên bản do Công an Cộng sản lập và trình của chị Bùi Thị Ngọc Yến, 33 tuổi, đang mang thai tháng thứ 6. Xuất phát từ việc chị Mai Gia Công túi sách đựng rượu cho công ty hàng thủ Công Xin Đông Gia Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc ở Long Giang, huyện Tân Phước, và bị doanh nghiệp này nợ 90,9 triệu đồng từ tháng 12 năm 2016 đến giờ. Chị đã tới đòi nhiều lần nhưng không trả. Khoảng 11 giờ 30 ngày 21 tháng 4, sau khi gọi điện thoại yêu cầu công ty này trả tiền nhưng bị từ chối, chị Yến đã trực tiếp tới công ty yêu cầu gặp người quản lý thì bị một phụ nữ người Trung Quốc chưa rõ danh tính ngăn cản và dùng xô nước tạt vào người, đồng thời dùng tay đánh vào mặt chị Yến. Ngoài trường hợp chị Yến, bốn trường hợp khác cũng cho biết đã bị công ty nói trên nợ tổng cộng hàng trăm triệu đồng sau khi hợp đồng Mai Gia Công túi sách cho họ. Kính thưa quý vị, sang một bản tin khác có liên quan đến Đồng Tháp, sạt lở ở sông Tiền ảnh hưởng đến 200 hộ dân. Vào ngày 20 tháng 4, chính quyền Cộng sản tỉnh Đồng Tháp đã có công văn báo cáo về tình trạng sạt lở bờ sông Tiền đoạn qua xã Bình Thành. Theo công văn, từ đầu tháng 4 đến nay, tổng chiều dài sạt lở tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đã lên đến 250 mét, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, buộc 5 hộ phải di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Các đợt khảo sát gần đây cho thấy diễn biến sạt lở càng ngày càng phức tạp. Đoạn từ chợ Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ dài 2,3 km, ảnh hưởng khoảng 200 hộ dân và kết cấu hạ tầng do bãi trong khu vực. Chính quyền Cộng sản đã yêu cầu di dời dân và tài sản khỏi vùng sạt lở. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và một lần nữa, Tức Nhi xin mến chúc cho tất cả quý vị một ngày thứ 6 thật là an lành và hạnh phúc bên người thân của mình.